chào và kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Hôm nay bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam trúng thầu 50.000 tấn gạo xuất sang Hàn Quốc. Đây là loại gạo chất lượng cao nên giá xuất khẩu sẽ rất tốt. Những vấn đề bao trùm đối thoại Shangri-La 2018, diễn đàn an ninh quốc phòng lớn nhất châu Á sẽ diễn ra trong hôm nay tại Singapore. Lễ phát động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, loại bỏ rác thải nhựa khỏi đại dương là trọng tâm của sự kiện năm nay. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự thảo luật sửa đổi bổ sung, sửa đổi một số điều của 13 luật liên quan đến luật quy hoạch. Theo đó, nhiều đại biểu đã đề nghị đối với hai dự thảo luật là luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, nếu chưa rà soát kỹ lưỡng, chưa có sự thống nhất cao thì cần tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới. Về điều chỉnh quy hoạch, một số đại biểu cho rằng luật xây dựng và luật quy hoạch đô thị quy định hình thức điều chỉnh cục bộ với thủ tục rút gọn, đơn giản, tuy nhiên chỉ quy định chung chung là không ảnh hưởng lớn. Điều này có thể dẫn tới việc lạm dụng, điều chỉnh tùy tiện, quy hoạch thiếu ổn định, gây bức xúc cho người dân. Các đại biểu cũng đồng tình khi trong dự thảo luật đã bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng nhằm phù hợp với luật quy hoạch, bảo đảm tính xã hội hóa do thị trường quyết định dựa trên cơ sở cung cầu. Tuy nhiên, việc bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập các văn phòng công chứng có thể gây khó khăn cho việc phát triển các văn phòng công chứng, nhất là ở những nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tin vui từ thị trường xuất khẩu nông sản, xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục bứt phá trong cuối quý 2 này khi Việt Nam vừa trúng gói thầu 50.000 tấn gạo sang Hàn Quốc. Điểm mới ở gói thầu này là gạo chất lượng cao nên giá xuất khẩu sẽ rất tốt. Loại gạo này có tên gọi là Japonica hay còn gọi là gạo Nhật. Hiện mức giá xuất khẩu của nó dao động từ 700 đến 800 đô la Mỹ một tấn, tức là gần gấp đôi so với gạo thông thường và được sản xuất tại Việt Nam từ gần 10 năm nay. Hàn Quốc là thị trường khó tính và có nhiều quy định nghiêm ngặt về chất lượng cũng như thời hạn giao hàng. Sản phẩm gạo nhập khẩu phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Mỹ và đạt yêu cầu về cảm quan như là màu sắc, mùi vị, đồng đều về kích thước hạt. Nhờ liên tục trúng các gói thầu xuất khẩu nên đến cuối tháng 5 này, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 2,6 triệu tấn, tăng 54% về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này đang vào chính vụ vải. Những năm trước đây chúng ta đã nói nhiều đến tình trạng người trồng vải bị ép giá do cung vượt cầu. Nhưng năm nay quả vải đã có nhiều đổi khác. Trong đó phải kể đến việc nhiều nhà vườn thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và bảo đảm điều kiện gắn tem truy xuất nguồn gốc. Chính việc người nông dân sẵn sàng cam kết về chất lượng của quả vải đồng nghĩa với việc người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn và chất lượng. Nhưng trên hết, đây chính là sự thay đổi mang tính bền vững cho nông sản Việt nói chung. Như vậy là chỉ với một thao tác đơn giản thì người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất được nguồn gốc quả vải được trồng tại đâu và áp dụng quy trình như thế nào. Đây được coi là bước đột phá của tỉnh Hải Dương khi lần đầu tiên dán tem truy xuất trên quả vải Thanh Hà để giúp cho người tiêu dùng trong và ngoài nước nhận biết được quả vải của địa phương này. Lần đầu tiên dán tem cho quả vải mình trồng nên bà con nông dân ở Thanh Hà cũng rất bỡ ngỡ. Tem dán vào đâu? Cách dán tem như thế nào? Cán bộ huyện đã phải trực tiếp làm mẫu rồi hướng dẫn nông dân các thao tác này. Đây mới là lần đầu tiên thì chúng tôi cũng rất là muốn là cái tên tuổi của mình ra thị trường. Huyện Thanh Hà đặt mục tiêu mùa vải năm nay 100% sản phẩm có chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp đều được dán tem truy xuất. Ngoài thị trường truyền thống Trung Quốc và các nước khác thì tôi vẫn xác định thị trường Hà Nội là trọng điểm. Vì người Hà Nội bây giờ thực chất cũng chưa nhiều người được ăn sản phẩm vải theo chính hiệu của Thanh Hà nếu không sử dụng cái tem QR. Quả vải Thanh Hà dán tem QR code cũng giống như một sự cam kết về chất lượng của người trồng. Họ cũng hiểu rằng đó là con đường duy nhất để phát triển một cách bền vững. Sạch đẹp hay không là do bàn tay người nông dân làm sản xuất. Thế thì là có đạt được chất lượng hay không là cũng là do nông dân. Nhưng mà quan trọng là áp dụng theo đúng cái quy trình của cấp trên đưa ra thì là con nông dân mà thực hiện được thì đã đạt được cái quả vải đã được tốt đẹp để đưa cho thị trường nước ngoài. Diện tích vải mà được áp dụng Việt Gáp thôi thì cái giá trị khi bán ra đấy thường xuyên cao hơn
khoảng 20%. Chưa nói những cái diện tích này là cơ bản được ký bao tiêu hết. Từ cái việc này thì người dân ý thức được cái việc mà sản xuất sạch, sản xuất theo quy chuẩn, không những đi đảm bảo cái việc xuất khẩu. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến hệ thống siêu thị với những thị trường như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn. Bây giờ điều kiện càng phát triển thì những cái người có điều kiện ấy, họ tin vưởng và có những cái truy xuất nguồn gốc. Tấm biển này mới được dựng lên vào đầu vụ vải, sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu và thị trường Mỹ. Nó là khẩu hiệu nhưng cũng là mệnh lệnh đối với những người nông dân trồng vải ở Thanh Hà. Sáng ngày 1 tháng 6, trong khuôn khổ chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, chương trình Aus for Reform do Australia tài trợ, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo, đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo của chương trình Aus for Reform. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ngành của Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng nhiều chuyên gia trong nước và Australia. Chương trình do chính phủ Australia tài trợ 6,5 triệu đô la Australia được khởi động từ năm 2017 và triển khai trong 4 năm nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường. Aus for Reform hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, luật pháp và các thể chế quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam có thể phát huy được tiềm năng của mình, tăng cường thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, tái cơ cấu kinh tế nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh cho các nhân tố sản xuất. Chương trình cũng kỳ vọng giúp Việt Nam có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Trong khuôn khổ chương trình ngoại giao kinh tế, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5, đoàn công tác do Đại sứ Ngô Đức Mạnh dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Boskotustan thuộc Liên bang Nga để thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Liên bang Nga và giữa các địa phương hai nước. Tham gia đoàn công tác có đại diện thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Trong buổi làm việc với người đứng đầu nước Cộng hòa Baskoristan, ngài Rustam Khamitov, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và văn hóa. Ông Khamitov nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại giữa Baskoristan với Việt Nam cần được thúc đẩy mạnh hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực hóa dầu, lọc dầu, chế biến gỗ là thế mạnh của Baskoristan. Hiện kim ngạch buôn bán còn quá ít, chỉ có 6 triệu đô la, thật sự là quá bé nhỏ, trong đó có đến 95% là giá trị xuất khẩu từ Baskotostan sang Việt Nam. Trên thực tế, chúng tôi không mua được gì. Ông Khamitov nhấn mạnh, Baskotostan sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam nói chung, với các địa phương của Việt Nam nói riêng, trong đó có việc sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới đây. Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho rằng quan hệ kinh tế thương mại hai bên đã có những dấu hiệu tích cực khi tập đoàn TH Trumion đang triển khai dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sữa có nguồn gốc tự nhiên tại Baskotostan. Đại sứ cam kết sẽ cùng với Cộng hòa Baskotostan tìm ra các phương thức hợp tác thích hợp để tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương. Chúng tôi có những sản phẩm nhiệt đới như cà phê, hạt điều, chè. Tôi nghĩ đó chính là những mặt hàng có thể đưa vào danh mục hàng hóa trao đổi buôn bán giữa hai bên. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại UFA, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Bộ Phát triển Kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Baskotostan, đến thăm Viện Nghiên cứu Tinh chế các sản phẩm hóa dầu, Trường Đại học Dầu khí UFA, nơi có gần 200 sinh viên Việt Nam đang theo học, và thăm cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại UFA. Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh quốc phòng lớn nhất châu Á, sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 6 tại Singapore. Tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, sự kiện quy tụ sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức hàng đầu đến từ 28 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Những chủ đề nào sẽ được thảo luận tại sự kiện năm nay? Phóng viên Trần Khiên thông tin từ Singapore. Có thể thấy, với 6 phiên họp toàn thể và 6 phiên họp hẹp song song, đối thoại Shangri-La năm nay tiếp tục tập trung thảo luận về tất cả các thách thức đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay, cũng như các giải pháp để đối phó, giải quyết các thách thức đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia,
nội dung thu hút được sự quan tâm chú ý nhất tại hội nghị lần này chính là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, khi mà gần đây, mặc dù có những dấu hiệu và nỗ lực hết sức tích cực từ tất cả các bên, song vẫn còn tồn tại những yếu tố phức tạp và có thể gây bất ngờ. Tôi nghĩ rằng nội dung được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị lần này chính là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bởi ngay tại Singapore này sau đó một tuần sẽ diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Các đại biểu có lẽ sẽ tập trung thảo luận về các nội dung và các thỏa thuận có thể đạt được sau cuộc gặp, bởi kết quả của cuộc gặp có thể là bước ngoặt tác động đến cấu trúc an ninh khu vực. Một nội dung khác tiếp tục là chủ đề nóng của hội nghị năm nay chính là vấn đề Biển Đông. Mặc dù thời gian gần đây, Trung Quốc và các nước ASEAN đã chính thức bắt đầu tiến hành đàm phán thực chất về bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, song trên thực địa lại có những diễn biến mới phức tạp, khó lường. Chính vì thế, các đại biểu sẽ thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên, từ đó sớm có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong đàm phán COC. Nhìn vào chương trình nghị sự năm nay, có thể thấy không có một phiên họp riêng biệt nào về vấn đề Biển Đông. Nhưng theo tôi, các đại biểu chắc chắn lại tiếp tục đề cập đến tình hình Biển Đông, bởi vì vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến an ninh khu vực, nhất là các nước ASEAN. Hơn nữa, nó cũng có mối liên hệ chặt chẽ đến các vấn đề khác, khi mà các thách thức an ninh cần được nhìn nhận trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ có cơ hội thảo luận các nội dung liên quan tới chính sách và vai trò của Ấn Độ trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực, cũng như quan hệ của nước này đối với Mỹ, Trung Quốc, ASEAN và các nước lớn khác. Ngoài ra, vấn đề khủng bố cũng được quan tâm khi mà các vụ khủng bố diễn ra gần đây ở Indonesia cho thấy nguy cơ này ngày càng trở lên thực tế và hiện hữu hơn. Mặc dù giới quan sát đang hướng đến Singapore với cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây, song không vì thế mà sức nóng và sự thu hút của đối thoại Shangri-La năm 2018 lại giảm đi. Vấn đề Triều Tiên, vấn đề Biển Đông và các vấn đề an ninh khác sẽ tiếp tục bao trùm sự kiện an ninh quan trọng này. Trần Khiên, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Truyền thông Nhật Bản những ngày qua dành nhiều sự quan tâm cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Theo thông tấn xã Jiji, trong cuộc hội đàm diễn ra vào hôm qua ngày 31 tháng 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đã nhất trí về việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định việc mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương TPP-11 sẽ đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Tuyên bố chung cũng bày tỏ quan ngại về hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông và yêu cầu các bên liên quan không thực hiện các hành động đơn phương cũng như làm phức tạp thêm tình hình trên vùng biển này. Còn tờ Sankei Biz cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an toàn an ninh hàng hải. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhất trí về tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, tự do, hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tạp chí Forbes vừa đăng tải bài viết của tác giả Anna Francesco về thực trạng và triển vọng ngành gia công phần mềm tại Việt Nam. Bà Anna Francesco là chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ số. Theo bà đánh giá, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé nhưng lại được biết đến như một cường quốc gia công nghệ thông tin tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gợi nhớ tới câu chuyện khởi đầu của thung lũng Silicon tại Mỹ. Năm 2017, Việt Nam thăng hạng 5 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số dịch vụ gia công phần mềm Global Service Location Index. Theo tin trên trang vietnamtimes.ru, năm 2017, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu tăng trưởng 36%, đạt 5,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EAEU là gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 35%. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ các nước EAEU đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 40%. Theo báo Le Courrier du Việt Nam, dự án thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam Đức đã được triển khai thành công bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Đức tại Việt Nam GEZ, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức. Mới đây đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án này tại thành phố Berlin. Được triển khai từ năm 2012, dự án đã chọn ra 200 ứng viên Việt Nam để tiến hành bồi dưỡng đào tạo. Hơn một nửa trong số họ đã hoàn thành khóa học và được cấp giấy phép lao động tại Đức. Hơn 95% các cơ sở đào tạo điều dưỡng của Đức tham gia chương trình này đánh giá cao sự chăm chỉ của ứng viên Việt Nam và bày tỏ mong muốn đón thêm nhiều ứng viên người Việt hơn nữa trong tương lai. Trong phần tiếp theo của chương trình,
tiềm năng phát triển thực tế ảo tăng cường tại Việt Nam, tìm hiểu những trải nghiệm sinh động cho người dùng đang được ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và bất động sản. Sách cổ Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ của Việt Nam chính thức trở thành di sản tư liệu thế giới. Rác thải nhựa đang là hiểm họa với môi trường biển quốc tế, trong đó có Việt Nam. Loại bỏ rác thải nhựa khỏi đại dương là trọng tâm của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm nay. Lễ phát động tuần lễ này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào sáng nay ngày 1 tháng 6 tại thành phố Cẩm Phả. Phóng viên Mạnh Cường đang có mặt tại buổi lễ sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cùng với rất nhiều hoạt động tuyên truyền hướng tới xây dựng biển và hải đảo Việt Nam một cách bền vững, thì một trong hành động ưu tiên hướng tới Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 là giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương. Đây không chỉ là vấn đề của toàn cầu, mà ngay chính Việt Nam cũng đang phải đối mặt. Một trong hoạt động thiết thực đã được tổ chức ngay trong sáng nay là tổ chức làm sạch biển. Ngay cả các đại biểu tham dự chương trình, cũng như những người dân và các du khách đều có thể dễ dàng làm được việc này chỉ bằng hành động đơn giản là vớt rác trên biển, nhặt túi ni lông hoặc hay hành động một cách văn minh bằng cách không vứt rác thải bừa bãi ngay trên bờ biển. Tuần lễ còn là dịp để các cơ quan chức năng tuyên truyền tới người dân và các doanh nghiệp thói quen xấu trong sử dụng túi ni lông, tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển, hướng tới sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường. Tại lễ meeting, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức tặng quà cho các ngư dân tiêu biểu trên toàn quốc. Nghiên cứu, tìm đề tài, liên hệ với nhân vật để phỏng vấn, quay phim, dựng hình, viết bài và thu âm. Đó là tất cả những công việc cần làm trong quy trình sản xuất một sản phẩm báo chí. Tuy nhiên, thay vì học về quy trình này chỉ trên lý thuyết, thì các sinh viên của Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Strasbourg của Pháp đã cùng nhau thực hiện các sản phẩm báo chí thực thụ. Thông qua một dự án hợp tác giữa hai trường, họ đã làm ra các tác phẩm báo chí về một chủ đề mang tính thời sự, chủ đề môi trường. Chúng ta hãy cùng khám phá các tác phẩm đó qua phóng sự sau đây. Đây là một trong số các sản phẩm truyền hình do sinh viên của Trường Đại học Strasbourg và Trường Đại học Hà Nội thực hiện. Trong 4 tuần của tháng 5, họ đã đến thăm nhiều địa phương trên cả nước, từ Lào Cai, Sapa đến thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột để tìm hiểu các vấn đề môi trường tại Việt Nam. Việt Nam là đất nước có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhiều khu bảo tồn lớn, nhưng đồng thời thì cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì thế, chúng tôi đã chọn chủ đề môi trường để phản ánh tác động của phát triển kinh tế đến môi trường ở Việt Nam. Hơn 50 sinh viên báo chí của Pháp cùng 30 sinh viên tiếng Pháp của Việt Nam được chia thành 3 nhóm để thực hiện các sản phẩm báo viết, truyền hình và radio. Họ phải chủ động tìm kiếm thông tin, liên hệ nhân vật và đến các địa phương để tác nghiệp. Những cái mà mình học được với các sinh viên, các bạn Pháp ấy, đấy là có thể là khi mà mình cách tiếp cận một cách thông tin nào đấy thì bọn mình cần những cái thông tin cụ thể và chính xác nhất và đưa thông tin một cách trung thực nhất. Nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học, dự án đã mang đến cho các bạn sinh viên Pháp và Việt Nam một trải nghiệm học tập mới mẻ và bổ ích. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm này cho phép các sinh viên Pháp rèn luyện khả năng làm việc trong một đất nước hoàn toàn khác, một nơi mà họ không biết nhiều về văn hóa, ngôn ngữ. Họ phải học cách vượt qua những khác biệt, một điều rất cần thiết với các sinh viên ngành báo. Ta thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt cho sinh viên để mà trải nghiệm, để mà học xem làm báo như thế nào, để mà thực hành tiếng Pháp. Trước thành công của dự án hợp tác lần đầu tiên được tổ chức này, Đại học Strasbourg dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thêm những đợt trao đổi sinh viên với Đại học Hà Nội trong thời gian tới. Thưa quý vị, hôm nay 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Đây là ngày mà các em nhỏ được thỏa sức vui chơi và được nhận những lời chúc, những món quà mà mình mong muốn từ cha mẹ và những người thân yêu. Những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn dành cho các em nhỏ cũng đã được tổ chức ở nhiều địa phương trên cả nước, đã được diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2018 đang được tổ chức tại thành phố Nha Trang. Với chủ đề năm nay là Trái đất xanh, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, 8 đoàn thiếu nhi quốc tế và Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường biển. Đêm gala Trái đất xanh là chương trình được đầu tư quy mô, tạo thành một không gian cổ tích dành cho các em thiếu nhi.
Còn tại Hà Nội, Ngày hội Thế giới Tuổi Thơ, điểm hẹn văn hóa dịp hè của các em nhỏ đã quay trở lại với nhiều không gian vui chơi giải trí mới mẻ. Trong đó, không gian sách, hãy đọc và ước mơ là một lựa chọn thú vị cho các em nhỏ yêu sách. Còn triển lãm Quyền Trẻ Em, Cuộc Sống Quanh Em với hàng trăm tác phẩm của các em nhỏ Việt Nam và Nhật Bản cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ. Với cam kết trách nhiệm xã hội và sứ mệnh lan tỏa yêu thương, tiếp nối thành công từ chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội, hành trình yêu thương từ đôi tay đến trái tim, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã có những món quà đặc biệt dành cho các hành khách nhí của hãng trong dịp Tết Thiếu Nhi ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6. Lấy tạo hình từ hai dòng máy bay hiện đại của Vietnam Airlines là Boeing 787 và Airbus A350, 2.500 phần quà phi cơ nhí bằng bông đã được trao tặng cho các hành khách nhí của Vietnam Airlines trong dịp này tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Những món quà do trực tiếp người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt tại hai doanh nghiệp Sen và Minh Á thực hiện suốt gần một tháng. Hành trình yêu thương 2018 đã truyền đi thông điệp nhân văn, chia sẻ và giá trị sống tốt đẹp đến với các hành khách nhí trong dịp Tết Thiếu Nhi. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội, hành trình yêu thương do Vietnam Airlines khởi xướng lần đầu tiên vào mùa trung thu năm 2017. Thưa quý vị, những năm gần đây, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường là hai cụm từ được nhắc đến khá nhiều. Nếu như thực tế ảo đưa người dùng đến một thế giới mới hoàn toàn khác dù vẫn đang đứng ở thực tại, thì thực tế ảo tăng cường cho phép đặt đối tượng ảo lên môi trường thực. Tuy ra đời sau và chưa được phổ biến như thực tế ảo, nhưng thực tế ảo tăng cường đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm sinh động cho người dùng, nhất là trong những lĩnh vực như là bất động sản và giáo dục. Chỉ với một quyển sách như thế này và một chiếc điện thoại thông minh đã cài sẵn phần mềm ứng dụng mang tên Tada, được thiết kế bởi một công ty khởi nghiệp của Việt Nam, các bạn nhỏ có thể dễ dàng vui đùa cùng các nhân vật trong cuốn sách. Nhờ công nghệ thực tế ảo tăng cường, ứng dụng này đã mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm sinh động cũng như kích thích sự tò mò, sáng tạo của các em. Nó cho con biết về các loài động vật như được có hình dạng và như thế nào ạ? Nếu như chúng ta có đầy đủ trang bị cho các con được học vào cái công nghệ thực tế ảo như vậy thì trực quan sinh động rất nhiều trong các thiết như là mỹ thuật và khoa học tự nhiên. Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, thực tế ảo tăng cường đang được ứng dụng trong các lĩnh vực khác tại Việt Nam như bất động sản, truyền thông và du lịch. Trong lĩnh vực bất động sản, thực tế ảo tăng cường giúp người dùng tham quan một ngôi nhà mẫu tại chính ngôi nhà của họ. Trong bất động sản chẳng hạn thì sẽ giúp được tiết kiệm rất nhiều cho chủ đầu tư, tiết kiệm cho các bên phân phối cũng như là tiết kiệm về thời gian và mang lại cái trải nghiệm trực quan cho khách mua hàng. Thực tế tăng cường thì nó trên các thiết bị di động rất là đại trà, phổ biến, dễ sử dụng và các nội dung của nó cũng rất dễ để mà có thể xây dựng lên phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều đối tượng. Theo các chuyên gia, sự phổ biến và tiện ích mà thực tế ảo tăng cường mang lại sẽ tác động không nhỏ tới thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Với thực tế ảo tăng cường thì người sử dụng đòi hỏi các sản phẩm nhiều hơn thực tế nó có. Điều này dẫn tới là kích thích sự phát triển của sản phẩm và định hướng cho các nhà sản xuất để sản xuất những cái sản phẩm tiếp theo sau đó. Theo dự báo, thị trường thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường trên toàn cầu sẽ có giá trị 215 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Còn tại Việt Nam, thực tế ảo tăng cường dự kiến sẽ được áp dụng sang các lĩnh vực khác như thời trang, nội thất và y tế. Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, sách cổ Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào danh sách di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc trong thế kỷ 18, cụ thể là việc đi sứ của Sứ bộ Việt Nam sang Trung Quốc, thể hiện việc giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuốn sách có phần chính là bản đồ ghi
chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của sứ bộ Đại Việt thế kỷ 18 do Nguyễn Huy Oánh 1713-1789 biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm từ 1765 đến 1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm chánh sứ. Cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại nội dung của bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.